mà xui tận mạng vậy đó. Đụng chết nào là đứt chết đó. Ủa, hồi lãng hồn, đi đến đại chứ đi đâu? Tiền đâu mà mua? Đứt chết hết rồi ông ơi. Kiểu gì? Mười mấy năm rồi, cũ quá rồi, mà không biết sao cô hỏi. Thấy trước mắt thì dọn dẹp đi, còn chờ đợi tôi chi? Tôi làm vợ anh mà, đâu phải đầy tớ của anh. Thì sao tôi phải phục tùng lo con mọi việc, trong khi anh và má anh ăn rồi khỏe vẫn nhợt nhơ. Ê ê, tao nói vậy đó, rồi mày làm gì tao? Ủa mày tưởng mày ngon lắm sao? Tại hết lúa hết tiền nên mày mới chịu ở nhà, tốt lành gì mà mày đặt dễ đời. Vậy sao? Giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi. Tôi cũng nói thật cho anh biết, mẹ con anh cũng chẳng tốt lành gì, cũng lường gạt tôi thôi. Không phải sao? Từ ngoài nhìn vô thấy nhà cửa đinh da đồ sộ, tưởng bên trong đầy đủ của dư, ai ngờ thùng thùng kêu to. Cuộc sống tôi năn nỉ chiều lòn, tới chừng vào trong rồi tôi mới biết, cái nhà này đã tới thời mạt dông, đã mạt cho nó banh luôn. Ai hiểu muốn cho bị xúc hạnh, bây giờ còn than cách. Mày, mày đánh tao hả? Thằng khốn nạn, thằng trời đất. Yeah.
cũ tôi đi hả? Đâu có dễ gì anh. Anh nhìn lại xem, làm vợ anh mười mấy năm rồi, đã già rồi, còn ma nào đó trước. Là vợ anh thì anh mới có trách nhiệm và bổn phận nấu cho tôi dài dài.